Chào mừng bạn đến với kênh của Quỳnh Hà. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Hôm nay mời các bạn cùng mình đi khám phá và ngắm cảnh đẹp của Hàn Quốc. Chúng tôi tò mò sáng, 4 giờ sáng bắt đầu anh em xuất phát lên đường. Mà chúng tôi là 3 người. Chúng tôi để đón những clip vui nhộn nhé. Từ Busan chúng ta sẽ vượt qua quãng đường khoảng gần 200 km, chừng 3 tiếng đi xe. Team của chúng ta hôm nay gồm có 3 người: mình Quỳnh Hà và hai bạn trẻ nhiệt huyết và tài năng Trần Thuận và Trần Đình Trương. Cảm ơn bạn Trần Thuận đã tổ chức chuyến đi này cho anh em. Trong suốt cuộc hành trình gần 3 tiếng đồng hồ, chúng mình đã nói chuyện với nhau về công việc, cuộc sống và những chuyến đi cùng với niềm đam mê nhiếp ảnh của các bạn. Địa điểm đầu tiên của chuyến hành trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với Hoa Nghiêm Tự, tiếng Hàn gọi là Hoa Dầm Sa. Tiếp đến chúng ta sẽ đến với Kure cùng tham gia lễ hội Hoa Sơn Thủ Du. Và kết thúc cuộc hành trình, chúng ta sẽ đến với Quang Giang để cùng tham gia lễ hội Hoa Mơ tại nơi đây. Tới nơi. Trần Thuận Trần Đình Trương thì ngủ từ Busan. Hoa Nghiêm Tự, tên tiếng Hàn là Hoa Dầm Sa, là một ngôi chùa cổ nằm ở tỉnh Chân La Nam Tô của Hàn Quốc. Hoa Nghiêm Tự là một trong những ngôi tổ đình đầu tiên của Phật giáo Hàn Quốc và là một trong 10 ngôi cổ tự nổi tiếng nhất của Phật giáo Hàn Quốc.
Đây là khu vực cổng ngoài của khu chùa, nằm trong thung lũng được ôm trọn bởi núi Chi-di-san, và bên cạnh có con suối lớn chảy vòng qua trước cổng của khu chùa. Ngôi cổ tự này được thành lập vào thế kỷ thứ 6, năm 544, năm thứ 5 của triều đại vua Chin Hưng, từ thời Silla. Nơi đây còn lưu giữ một số di tích còn nguyên vẹn từ thời Silla, bao gồm nhiều bảo tháp và lồng đèn bằng đá. Hầu hết các tòa nhà của chùa đã bị phá hủy trong chiến tranh với Nhật Bản năm 1592 đến năm 1598. Khi bước vào cổng chính của ngôi chùa, bạn sẽ nhìn thấy Kim Cang Moon. Dọc hai bên đường dẫn đến chính điện, bạn sẽ thấy những ngôi đền và những ngôi nhà nhỏ bằng gỗ với hoa văn được trang trí lộng lẫy và rất đẹp mắt. Những kiến trúc bằng gỗ các bạn nhìn thấy hiện nay đều được xây dựng lại vào thế kỷ thứ 16 và 17. Khi nhìn sang bên phải của Kim Cang Moon, các bạn sẽ thấy Ungkogak. Đây là một gác với một chiếc trống rất lớn. Bên trái của Kim Cang Moon được gọi là Bẩm Trông Các. Đây là một căn gác với một chiếc chuông đồng có hoa văn họa tiết rất đẹp. Tiếp tục đi lên phía trên, chúng ta sẽ nhìn thấy một khoảng sân rộng. Ở hai bên của khoảng sân, chúng ta có thể nhìn thấy hai bảo tháp 5 tầng làm bằng đá cổ kính. Hai bảo tháp này được giữ lại nguyên vẹn từ thời Silla, và đây cũng là một trong những bảo vật quốc gia của Hàn Quốc. Trước khoảng sân rộng này có hai cầu thang. Cầu thang phía trước mặt dẫn chúng ta lên với ngôi đền khá lớn gọi là Tây Hùng Trơn. Ngôi đền gỗ thiết kế đẹp mắt với các họa tiết được trang trí màu lộng lẫy. Nhìn sang bên trái, một kiến trúc gỗ hai tầng sừng sững với màu trắng mộc mạc của gỗ đã bạc màu theo thời gian và sương gió nơi đây, nhưng vẫn toát lên vẻ chắc chắn và uy nghi với kiến trúc mái rất đẹp và ấn tượng. Đây gọi là chính điện, tiếng Hàn gọi là các hoang trơn. Ngôi đền được xây dựng trên nền của một tảng đá lớn. Ngôi đền chúng ta đang nhìn thấy được xây dựng lại dưới thời Triều Tiên vào thế kỷ thứ 16. Các trụ cột của ngôi đền được thiết kế phức tạp. Phần mái của ngôi đền được uốn cong dốc cạnh, là những kiến trúc độc đáo và hiếm có ở Hàn Quốc, và ngôi đền cũng được công nhận là bảo vật quốc gia. Phía trước của đền chính điện các hoang trơn là ngọn đèn lồng làm bằng đá cao 6,4 m, đường kính 2,8 m. Và đây cũng là ngọn đèn lồng làm bằng đá lớn nhất Hàn Quốc, và nó cũng được công nhận là bảo vật quốc gia. Ngoài ra,
còn có nhiều bảo vật quốc gia ở đây, bao gồm các kiến trúc bằng đá còn lại từ thời Silla. Có một điều đặc biệt, chùa Hoa Nghiêm cũng là nơi lưu giữ nhiều bảo vật quốc gia nhất trong các ngôi chùa ở Hàn Quốc. Bên cạnh Hoa Nghiêm chính điện có một cây mơ hoa đỏ, ước chừng khoảng 400 năm tuổi. Vào đầu mùa xuân, hoa mơ nở đỏ rực trên nền màu xanh của rêu phủ trên thân cây cổ thụ, tô điểm cho cảnh sắc nơi đây. Các vị sư trong chùa đã gìn giữ và chăm sóc để cây phát triển, tồn tại và mãi là một phần của nơi đây. Chia sẻ với các bạn, năm nay cũng là năm đầu tiên có một đơn vị tổ chức cuộc thi chụp ảnh hoa mơ bằng điện thoại. Giải thưởng của cuộc thi lên tới 5 triệu won. Các bạn có thể tham gia cuộc thi thông qua website của đơn vị tổ chức. Link website mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Sau hơn 2 tiếng tham quan, đã đến lúc phải tạm biệt nơi đây để tiếp tục đến các điểm tham quan tiếp theo. Đây là nơi rất đáng để các bạn đến nếu có dịp đến Hàn Quốc, hãy ghé qua ngôi cổ tự này, đặc biệt là vào mùa xuân, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi chùa và hoa mơ đỏ cổ kính. Cảm ơn các bạn đã xem và đồng hành cùng với mình. Hành trình vẫn còn những điều thú vị ở tập sau. Mời các bạn đón xem và cùng ngắm cảnh đẹp của mùa xuân ở Hàn Quốc. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video mới nhất của mình nhé. Xin chào và tạm biệt.